Thưa quý vị, là một trong những địa bàn trung tâm của thành phố Đà Nẵng, công tác giảm nghèo luôn được quận Hải Châu quan tâm chú trọng. Song song với mục tiêu phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, tạo sinh kế nhằm giúp các hộ không tái nghèo là mục tiêu được quận Hải Châu thực hiện hiệu quả trong thời gian qua. Thuộc diện hộ nghèo của phường Thanh Bình, chị Huỳnh Đăng Vi Quyên là một trong số các trường hợp được hỗ trợ sinh kế để làm ăn, ổn định cuộc sống. Nắm bắt nhu cầu thực tế của chị, phường đã hỗ trợ vốn và bàn ghế để chị có thêm điều kiện kinh doanh quầy nước giải khát, kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống và nuôi dạy hai con nhỏ. Việc hỗ trợ vốn sinh kế đã tạo động lực để chị Quyên tự tin từng bước vươn lên thoát nghèo. Trong khi mà nhận được cái tiền thì tôi rất là vui mừng, có được trong cũng đỡ lắm, cũng giúp đỡ, cũng tuy lắm không được không ấy nhưng mà cũng là cũng vui, cũng có niềm vui mà cũng có để mình đỡ lo, đỡ vất vả hơn nhiều. Còn đây là căn nhà mới vừa hoàn thành vào dịp Tết Nguyên đán vừa qua của gia đình chị Nguyễn Thị Huệ, phường Hải Châu 1. Được hỗ trợ số tiền 60 triệu đồng, gia đình chị được tiếp thêm động lực để sửa lại căn nhà cấp 4 đã xuống cấp trầm trọng. Dưới mái nhà kiên cố, khang trang, giờ đây gia đình chị không còn thấp thỏm lo âu những mùa mưa bão. Nhà cửa thì cũng sạch sẽ, ổn định. Nói chung ông già bà già rồi cũng đỡ lo, mình đi làm mình cũng yên tâm để đi làm ăn. Tạo sinh kế hay hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở là những cách làm hiệu quả được các phường trên địa bàn quận Hải Châu triển khai rốt ráo trong công tác giảm nghèo. Thông qua những buổi đối thoại trực tiếp với từng trường hợp, ban chỉ đạo giảm nghèo các phường bám sát những tâm tư, nguyện vọng của người dân để kịp thời hỗ trợ. Nắm sát được cái nhu cầu của từng hoàn cảnh của từng gia đình và hỗ trợ cho hộ nghèo nó đúng với cái mục đích, cái nhu cầu của hộ nghèo. Và từ đó là có một cái nền tảng tạo giúp cho cái hộ nghèo là họ có được cái điều kiện để người ta làm ăn kinh tế và từ đó nó giảm bớt cái khó khăn của hộ nghèo. Đầu năm 2021, quận Hải Châu có 481 hộ nghèo còn sức lao động, chiếm 0,88% trên tổng số hộ dân cư. Đến cuối năm 2021, bằng các giải pháp hỗ trợ thiết thực, đồng bộ, toàn quận đã có 350 hộ thoát nghèo theo chuẩn thành phố, đạt 105,74% kế hoạch được giao. Quận Hải Châu phấn đấu đến cuối năm 2022 giảm 350 hộ nghèo còn sức lao động, tỷ lệ giảm nghèo là 33,4%. Để đạt được mục tiêu này, ban công tác giảm nghèo tại các phường đã lên kế hoạch triển khai cụ thể. Trong cái giai đoạn nghèo 2020-2025 thì hiện nay Hải Châu 2 là có 155 hộ nghèo. Và theo cái nghị quyết của Đảng bộ phường năm về nhiệm vụ năm 2022 thì phấn đấu là thoát nghèo 30% trên tổng số hộ nghèo. Thì trên cơ sở nghị quyết của Đảng ủy phường thì ủy ban cũng sẽ dựng cái kế hoạch đảm bảo là năm nay là thoát nghèo là 50 hộ. Dưới tác động của đại dịch COVID-19, công tác giảm nghèo trên địa bàn quận Hải Châu gặp không ít khó khăn thách thức. Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt, bức tranh giảm nghèo của địa phương đã có những điểm nhấn nổi bật, chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng được nâng cao, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội của thành phố.